kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Đông, Formosa vào ngày 29 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Thân người là đạo tràng lớn nhất. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13. Hôm qua, có người hỏi rằng, người lập gia đình có thể tu hành được không? Có thể được, nhưng hình như không được tự tại lắm, có phải không? Có người vẫn được tự tại, nhưng đa số người thì không. Không nhất định là vì hôn nhân không tốt, có thể vợ chồng hợp ý nhau, nhưng sẽ có người thứ ba, thứ tư, thứ năm kề cận bên chúng ta và gây phiền phức. Có người vì hôn nhân không tốt, và khi họ thấy hôn nhân của chúng ta hạnh phúc, thì họ đến làm phiền. Còn cha mẹ vợ, bà con bạn bè cộng vào nữa. Chúng ta kết hôn với một người, nhưng lại kết hôn cùng với bà con, bạn bè của họ luôn vậy, phải không? Cho nên chúng ta hơi bận rộn, chứ không phải vì kết hôn không thể tu hành. Chỉ bị ràng buộc hơn, bận bịu hơn và không được tự tại mấy. Người xuất gia cũng rất bận, họ lo việc hoằng pháp, làm kinh sách, trả lời về vấn đề tu hành của người tại gia, chuẩn bị cho chuyện truyền tâm ấn, vân vân. Họ cũng làm việc rất nhiều, nhưng họ tự tại, không bị ràng buộc. Họ muốn ở đâu thì ở, muốn ăn gì thì ăn. Như quý vị biết, người tại gia có lúc muốn ăn chay cũng không phải dễ, phải không? Như tôi đi thuyết pháp, thấy có nhiều nơi, nhiều người hỏi là họ muốn tu pháp môn Quán Âm, nhưng không ăn chay được, cho nên không ăn chay được, như là vì chồng phản đối, vì cha mẹ, vì ông nội, chú bác, thân nhân, bạn bè phản đối, thế nên họ bị ngăn cản. Chúng ta cũng có thể nói đó là ma chướng. Xưa kia chúng ta thiếu họ, hoặc xưa kia chúng ta ngăn cản, không cho họ tu hành, cho nên đến bây giờ họ vẫn còn rất vô minh, không những không tu hành, không hiểu chân lý, mà còn ngăn cản chúng ta tu hành nữa. Vì thế chúng ta cũng đừng nên trách ai, hãy trách định mệnh không mấy thuận lợi của chúng ta, phước báu của chúng ta không mấy tốt. Tuy nhiên, cũng có người cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề này. Định mệnh là do chúng ta, tất cả là do tâm tạo. Nếu chúng ta muốn chuyển nghiệp của chúng ta cũng được, chứ không phải là không. Phật Thích Ca Mâu Ni khi chưa xuất gia, Ngài là một vị hoàng tử, là người con độc nhất được cưng chiều, phụ vương và mẫu thân của Ngài, vốn không muốn cho Ngài xuất gia, nên phái lính bao vây cung điện. Tuy đời sống của Ngài rất giàu có, rất thoải mái, nhưng Ngài ở cung điện cũng giống như phạm nhân mà thôi, vì bên ngoài có rất nhiều đội quân canh gác cửa không cho Ngài ra ngoài. Vì sao lại như vậy? Vì quốc vương chỉ có Ngài là đứa con độc nhất, muốn Ngài sau này kế vị làm vua. Nhưng khi Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, Ngài đã quá đặc biệt. Ngài có nhiều tướng tốt. Thầy bói đến nói với vua cha là, mệnh của vị hoàng tử này không phải tầm thường, rất cao quý. Nếu Ngài là người tại gia, sẽ là chuyển luân thánh vương, có nghĩa là đại quốc vương cai trị bốn phương thiên hạ, chứ không phải chỉ cai trị có một quốc gia. Ngài là vua trên các loại vua, bản thân Ngài có rất nhiều biểu bối, có thần thông quảng đại. Người thầy bói còn nói rằng, nếu vị hoàng tử này xuất gia, thì nhất định sẽ thành Phật. Hình như Ngài rất thích xuất gia, mệnh của Ngài là xuất gia. Vì thế, phụ vương và mẫu thân của Ngài rất sợ mất con, nên nhốt Ngài rất chặt chẽ, cho Ngài hưởng thụ tất cả những gì tốt nhất. Ngày tối có rất nhiều cung phi mỹ nữ hầu hạ, có âm nhạc, có thức ăn ngon, và những thú vui để cho Ngài không thấy buồn chán. Lúc Ngài 17 tuổi đã bị ép kết hôn với một cung nữ rất đẹp, và Ngài đã có một con sau này. Đối với người đời mà nói, đời sống của Phật Thích Ca Mâu Ni thật hoàn mỹ. Chúng ta không sao ước được đời sống nào tốt đẹp hơn như vậy. Nhưng bởi vì mệnh của Phật Thích Ca Mâu Ni là cần phải thành Phật để độ chúng sanh, cho nên Ngài bỏ xuống tất cả. Ngài thấy thế gian đau khổ, thấy sanh lão, bệnh tử rất là vô thường, không ai có thể thoát khỏi cái vòng vô thường này. Vì vậy, Ngài quyết định xuất gia. Quyết định đó của Ngài không phải là chuyện dễ. Chúng ta biết, có 500 vệ binh đứng gác xung quanh, không cho Ngài ra đi. Nhưng vì Ngài đã quyết chí xuất gia, muốn thoát lìa sự ràng buộc của gia đình và tình cảm thế nhân, cho nên Phật Bồ Tát cũng giúp đỡ Ngài. Phật Bồ Tát tức là lực lượng của đạo. Tình thương của Thượng Đế sẽ biến hóa đủ thứ để giúp đỡ người thành tâm cầu đạo. Chỉ cần chúng ta thành tâm cầu đạo, chúng ta sẽ đắc đạo. Chúng ta phải thật sự muốn liễu thoát sanh tử. Thật sự quá chán thế giới này rồi. Lúc đó, Phật Bồ Tát hoặc Thượng Đế sẽ giúp đỡ chúng ta. Vì chúng ta quá thành tâm, nên Phật Bồ Tát không thể khoanh tay đứng ngó được. Người phàm phu nếu thấy người nào rất thành tâm, muốn đạt được mục đích còn không sao chịu nổi, phải ra tay giúp đỡ, huống chi là Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta không sợ là không tìm được minh sư tốt, không sợ bị ai lường gạt, mà chúng ta chỉ sợ tâm của chúng ta không thành mà thôi. Nếu chúng ta có minh sư xấu, đó cũng là lỗi ở chúng ta. Rất có thể có chỗ nào đó trong đầu óc chúng ta còn chưa hoàn toàn dốc lòng cầu đạo. Rất có thể còn có phương diện nào đó của chúng ta chưa thật sự muốn liễu thoát sanh tử, hãy còn lưu luyến một điều gì đó ở cõi này. Rất có thể chúng ta chưa hiểu biết được điểm vi tế đó trong tâm mình. Còn Phật Bồ Tát hiểu thấu tâm chúng sanh, như là chúng ta soi gương vậy. Thượng Đế cũng hiểu thấu tâm của con cái mình vậy. Chúng ta có thể gạt người, gạt tôi, gạt đồng tu, gạt đồng nghiệp, gạt chính phủ của chúng ta, vân vân. Nhưng không thể gạt được Phật Bồ Tát, không thể nào gạt được Thượng Đế. Chúng ta phải tự coi tâm mình có đủ thành khẩn hay không, thì chúng ta sẽ biết mình tìm được minh sư thật hay giả. Đó cũng là một điều kiện rất rõ ràng để có thể đo lường vị sư phụ mà chúng ta muốn tìm. Bởi vì ai cũng có thể tự xưng là sư phụ, là minh sư. Người phàm phu không thể đo lường được đẳng cấp của họ. Dù cho hôm qua tôi đã chỉ cho quý vị cách phán đoán vị minh sư thật hay giả, nhưng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, không dễ gì phán đoán. Vì thế, điều quan trọng nhất là chúng ta phải coi tâm của chúng ta có đủ đơn thuần hay không, có phải thật sự muốn liễu thoát sanh tử hay không. Nếu phải, vị sư phụ chúng ta tìm được nhất định sẽ là vị minh sư. Minh sư là người như thế nào? Ngài là vĩ đại nhất. Tôi không thể nào dùng ngôn ngữ gì để nói cho quý vị biết lực lượng của một vị minh sư vĩ đại như thế nào. Nếu như hôm nay, tôi ngồi đây tán thán mãi sự vĩ đại của vị minh sư, cho đến 100.000 ức kiếp, vẫn không sao nói hết được. Thật như vậy. Chúng ta nghe nói Chúa Giêsu Kitô có thể cứu người chết sống dậy, cứu người mù lòa thành sáng mắt, làm cho người điếc có thể nghe được, và chúng ta cho chuyện đó rất là vĩ đại, không sao tưởng tượng được. Nhưng lực lượng của Ngài không phải chỉ có như vậy thôi. Đó là chuyện quá nhỏ đối với Ngài, và cũng không nên nhắc đến. Lực lượng của Ngài, dù cho tất cả cát ở sông Hằng hợp lại, cũng không lớn bằng. Ngài có thể thiêu hủy cả vũ trụ, tạo ra nó và tạo ra vũ trụ khác. Ngài cũng có thể kéo hết thân nhân bạn hữu của chúng ta, đem lên thiên đàng và tạo một thiên đàng mới cho họ, cung cấp cho họ bất cứ những gì họ muốn, không cần họ mở miệng hỏi, sẽ chăm sóc cho họ đến 100.000 ức kiếp, không có một chút khó khăn. Ngài cũng có thể biến một con ếch thành Phật, nếu như Ngài thích. Ngài cũng có thể biến sa mạc thành biển lớn, không thành vấn đề. Nhưng tôi cũng không tìm được chuyện cổ nào để có thể so sánh được lực lượng của Ngài. Tôi chỉ biết rằng Ngài rất vĩ đại mà thôi, và cả thế giới không có một người bạn nào trung thành bằng Ngài. Chúng ta nghe nói Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh, và lúc gần chết, Ngài còn cầu xin Thượng Đế tha thứ cho những người làm sai, vì họ còn vô minh. Có nhiều người hỏi tôi, sao lại tán thán Chúa Giêsu Kitô, vì Ngài không phải là Phật giáo, là ngoại đạo. Tôi nói không phải như vậy, Ngài thuộc về Phật giáo, Ngài là Đại Bồ Tát. Tâm của Ngài cũng như là tâm của Phật Bồ Tát vĩ đại vậy. Chỉ có Phật Bồ Tát mới có thể tha thứ kẻ địch mà thôi. Lúc Ngài đau đớn nhất, Ngài vẫn còn tha thứ kẻ địch. Điều đó chỉ có Phật Bồ Tát mới có thể làm được, phải không? Ngài không phải chỉ dạy người ta phải làm như thế nào không thôi, mà bản thân Ngài cũng thực hành như vậy nữa. Ngài dạy, nếu người ta tát mình bên này thì đưa luôn bên kia cho họ tát. Có rất nhiều người dạy như thế này, nhưng họ lại làm thế kia. Điều họ dạy khác với lối sống của họ. Nếu Chúa Giêsu Kitô sống lâu thêm một chút nữa, rất có thể địa cầu của chúng ta sẽ tốt hơn, sẽ biến đổi nhiều hơn một chút nữa. Sự vĩ đại của Ngài là tuy chỉ Hoàng Pháp có 3 năm mấy thôi, cho đến nay vẫn còn rất nhiều người sùng bái Ngài, và Ngài nổi tiếng cả toàn cầu, toàn thế giới, không ai không biết đến Chúa Giêsu Kitô. Như vậy mới đáng một kiếp làm người, mới thật sự là nổi tiếng, chứ không phải làm vua là ngon lành đâu, không phải làm Tào Tháo là hay đâu. Tào Tháo cũng rất nổi tiếng, phải không? Nhưng ông ta cũng không được ưa thích như vậy. Như là Tần Thủy Hoàng cũng vậy, chúng ta cũng không mấy ưa thích. Ông ta cũng nổi tiếng, nhưng người ta không khâm phục. Chúa Giêsu Kitô, Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Khổng Tử, Guru Nanak, Kabir, Mohammed, những vị này mới thật sự là nổi tiếng. Chúng ta sùng bái các vị thầy quá khứ là chuyện rất tốt. Đó là điều chúng ta nên làm. Nếu chúng ta không sùng bái họ thì sùng bái ai? Cho nên, chúng ta cất chùa cũng rất tốt. Sùng bái Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một hành động đáng được tán thán. Chúng ta cất nhà thờ để tôn thờ Chúa Giêsu Kitô, Khổng Tử, Lão Tử, vân vân, cũng là điều cần nên làm, giống như chúng ta cảm tạ tổ tiên chúng ta vậy. Nhưng lúc chúng ta tôn thờ, đảnh lễ hình tượng của các ngài, chúng ta nên tự hỏi, vì sao các ngài vĩ đại như vậy? Có lẽ chúng ta cho rằng vì Phật Thích Ca Mâu Ni từ cung trời đâu xuất xuống trần, ngài vốn đã là Phật Bồ Tát rồi, cho nên ngài xuống đây là thành Phật và nổi tiếng là điều đương nhiên, và ngài sanh ra đã là hoàng tử rồi thì ngài tu hành thành Phật là chuyện đương nhiên, còn chúng ta không phải là gì cả, địa vị không cao, làm sao thành Phật và có thể nổi tiếng được? Chúng ta sẽ nghĩ như vậy. Nhưng quý vị nghĩ lại coi, như là Lão Tử, đâu phải con của một vị vua. Ngài chỉ là một người bình thường, không có tiếng tăm gì cả. Vậy mà sau này cũng nổi tiếng. Đó là vì đẳng cấp bên trong. Trí huệ bên trong khiến cho người ta khâm phục. Cách sinh hoạt và cách nhìn về siêu thế giới của Ngài làm cho chúng ta kính phục. Còn Chúa Giêsu Kitô, nghe nói Ngài là thợ mộc, rốt cuộc ngày nay vẫn còn nổi tiếng trên toàn cầu. Như vậy, có nghĩa là chúng ta không nên khinh thường chính mình. Chúng ta nên biết rằng ai ai cũng có thể thành Phật, ai ai cũng có thể thành minh sư nếu như họ cố công tu hành. Nếu chúng ta có thể tìm được vị minh sư để theo học, sau này chúng ta cũng sẽ biến thành minh sư. Giống như chúng ta tìm một thầy giáo dạy tiếng Anh để học, sau này chúng ta cũng biến thành thầy dạy Anh văn. Nếu chúng ta học với một y sĩ thì sau này sẽ trở thành y sĩ. Học luật với một vị luật sư thì sau này sẽ trở thành luật sư. Đó là chuyện đương nhiên, như 2 với 2 là 4 vậy. Không có gì là phi phàm, không có gì là thần bí cả, không có gì không thể đạt được. Chúa Giêsu Kitô vốn là người thợ mộc, chúng ta tham khảo trong lịch sử sẽ biết, nhưng vì tìm minh sư để học, Ngài đã ở 19 năm tại Ấn Độ, Ngài tìm nhiều vị minh sư tại Hy Mã Lạp Sơn, bao gồm Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Phật giáo. Ngài tham khảo với nhiều vị minh sư của các tôn giáo và nhất định là Ngài tìm được Pháp môn Quán Âm. Hôm qua tôi có nói, trong Thánh Kinh ghi rằng, lúc mới bắt đầu tạo thiên lập địa thì có một thứ âm thanh, và âm thanh này cùng với Thượng Đế. Âm thanh tức là Thượng Đế. Tất cả vạn vật trong vũ trụ này cũng đều từ âm thanh này mà ra. Trong Kinh Tứ Vệ Đà cũng nói giống như vậy, cho nên chúng ta đừng tưởng rằng Thiên Chúa giáo khác với Ấn Độ giáo. Thiên Chúa giáo từ Ấn Độ giáo mà ra, không có cái gì khác nhau. Nếu chúng ta tham khảo thêm nhiều một chút, sẽ hiểu tôn giáo của chúng ta vốn từ đâu mà ra. Bởi thế, sự tranh luận giữa những tôn giáo là một điều đáng tiếc và không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta tìm được trí huệ, năng lực tối cao của chúng ta, và sau đó chúng ta có thể phán đoán mọi việc. Khi đó chúng ta không bị sai lầm. Còn bây giờ chúng ta chưa hiểu tôn giáo của chúng ta, làm sao dám phê bình tôn giáo khác? Vì thế, tôi không có dạy những gì mới cả, mà chỉ dạy một pháp môn có thể dẫn chúng ta đến mức hiểu rõ tôn giáo của chúng ta, hiểu được ý chánh của nó là gì, và sau đó chúng ta có thể hiểu biết được những tôn giáo khác. Lúc đó chúng ta thật sự không có tâm phân biệt, thật sự hiểu bình đẳng là gì. Còn khi chúng ta chưa được giải đáp cao nhất này, ngày tối chúng ta chỉ đoán chừng mà thôi. Chỉ nghe bên này nói như thế này, bên kia nói như thế kia, nghe phía sau nói như thế này, phía trước nói như thế nọ, làm cho chúng ta rối loạn. Tự mình không có ý kiến của mình, không có chủ kiến thì chúng ta không thể quyết định gì hết. Chúng ta chỉ có nghe nói mà thôi. Các vị đại tu hành từ xưa đến nay đều tu phương pháp này và dạy cho đệ tử của các ngài giống nhau, không phải do tôi phát minh ra. Tôi cũng được pháp này từ sư phụ của tôi cũng được từ sư ông được từ sư tổ và vân vân. Và vị tiền bối được từ Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Thích Ca Mâu Ni được từ vị tiền bối khác, vân vân. Thế giới chúng ta không một lúc nào không có minh sư. Cũng như thế giới này, không có thầy nào không có mặt trời, dù rằng chỉ có một mặt trời, nhưng toàn thế giới đều thấy và được lợi ích. Thời đại nào cũng có minh sư, không nhất định chỉ có một vị minh sư. Có người thành Phật, nhưng không dạy người, vì mệnh của họ không phải đến đây để dạy người, mà để tự giải thoát hoặc chỉ dạy một vài người thôi. Cho nên, chúng ta nghe nói ngày xưa, các thiền sư không phải ai cũng có nhiều đệ tử. Có người có 5 đến 6 đệ tử. Chúa Giêsu Kitô có 12 đệ tử. Phật Thích Ca Mâu Ni có rất nhiều đệ tử. Vì sao Chúa Giêsu Kitô chỉ có 12 người đệ tử? Vì Ngài đi truyền pháp có 3 năm mấy thôi, có khi nhằm vào thời đại không tiện hoằng pháp. Có lúc nơi đó chúng sanh quá hung ác, có chân lý họ cũng không hiểu, bầu không khí nơi đó không thích hợp. Vì vậy, trong giới luật của Phật giáo có nói, nếu chúng ta muốn tu hành thì hãy kiếm chỗ gì đó, không nên tìm những nơi có chiến loạn, không nên tìm nơi biên giới, không nên tìm những nơi hung ác, không nên tìm những nơi có dã thú và những nơi nguy hiểm đến sinh mạng, vân vân. Chúng ta tham khảo kinh điển rất có ích dụng đối với sự hiểu biết đó, và cũng biết làm sao để tự bảo hộ mình. Nhưng tôi cho quý vị hay là, cho dù chúng ta không đọc kinh điển, không biết quy luật nào, không biết điều kiện nào bảo hộ chúng ta, nhưng nếu chúng ta tìm được vị minh sư, chúng ta sẽ được pháp môn tối cao và tự nhiên chúng ta sẽ được bảo hộ. Thân chúng ta vốn là ngôi chùa lớn, Phật Thích Ca Mâu Ni có nói như vậy. Chúa Giêsu Kitô có nói, ngươi hãy biết, thân ngươi là ngôi giáo đường quý báu nhất, Thượng Đế Thánh Linh ngự trong thân ngươi, cho nên chúng ta chăm sóc giáo đường này là tốt nhất. Đi đâu chúng ta cũng mang nó theo. Chúng ta sùng bái Thượng Đế, Phật Bồ Tát ở bên trong, chúng ta không ai có thể biết được. Chúng ta âm thầm sùng bái, âm thầm lạy. Bên trong chúng ta có núi, có sông, có Phật Bồ Tát, có Thượng Đế, có quỷ thần Phật Bồ Tát, có thiên đàng địa ngục, có trí huệ và cũng có vô minh. Có hết tất cả. Chúng ta từ khi mới sanh ra, lạy cho đến tóc bạc, còn lạy chưa hết, đâu cần phải ra ngoài lạy làm chi, rất là đáng tiếc. Đi ra ngoài, phải làm phiền cặp chân, có khi tuổi đã già, không tiện đi bộ, còn bên trong mình có đầy đủ hết, sao không lạy? Rất tiện, như là có Phật, có Thượng Đế đang ở trong túi vậy. Chúng ta đi đâu cũng mang theo, và các ngài vĩnh viễn không rời bỏ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không tìm được Phật, không tìm được Thượng Đế, chúng ta không thể nói rằng các ngài không rời bỏ chúng ta. Vì chúng ta không biết các ngài ở đâu, khi chúng ta tìm được ngài rồi mới có thể sùng bái ngài. Mỗi ngày ngài sẽ là của chúng ta. Mỗi người có riêng Thượng Đế, có phải sung sướng không? Khỏi cần phải chia với những người khác. Cho nên quý vị nói, tôi không dạy người ta lạy Phật, không dạy người ta lạy núi, lạy sông cũng không đúng. Vì bên trong chúng ta có nhiều thứ để có thể lạy. Lạy núi, lạy Phật có thể lạy ở bên trong, muốn lạy Thượng Đế cũng được luôn. Ngôi chùa bên ngoài có tiếng âm nhạc, có tiếng chuông, tiếng trống, tiếng phèn la, tiếng kèn, vân vân. Bên trong chúng ta cũng có những tiếng đó hết, không cần phải đi mua sắm. Pháp cụ của nhà chùa không hay bằng pháp cụ bên trong của chúng ta. Đi ra ngoài mua thật đáng tiếc, giá lại cao nữa, lại phải đặt làm rất lâu mới có thể thỉnh được một cái chuông lớn hoặc một cái trống lớn, mà tiếng không hay bằng tiếng bên trong của chúng ta. Bên trong chúng ta cái gì cũng miễn phí, nghe lại hay, càng nghe càng khỏe, càng nghe tinh thần càng tỉnh táo, càng nghe trí huệ càng được mở rộng. Làm gì cũng đúng, đọc gì cũng hiểu. Chúng ta bỏ quên pháp cụ bên trong, bỏ quên đạo tràng bên trong, đi lại đạo tràng bên ngoài, đi lau chùi đạo tràng xi măng bên ngoài cho thật bóng láng, không lo lau chùi đạo tràng bên trong của chúng ta, thật đáng tiếc. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, Pháp sư chân chính nghe được rất nhiều loại âm nhạc bên trong, nghe được tiếng trên trời, tiếng địa ngục, và nghe được tiếng thiên vương. Họ có 800 công đức nhĩ căn, có 800 công đức khứu căn, có 800 công đức nhãn căn, có thể nhìn thấy thiên đàng và địa ngục. Chúng ta tu pháp môn Quán Âm sẽ có những công đức đó. Khi tu pháp môn Quán Âm rồi, chúng ta mới thật sự là được Kinh Pháp Hoa, đó mới thật sự là chân kinh. Lúc đó quý vị có thể đọc kinh mỗi ngày, không phải dùng mắt trần coi, đó mới thật sự là đọc kinh, niệm kinh, tụng kinh, chứ không phải là dùng miệng đọc. Cho nên, nếu quý vị nói, tôi không dạy người ta niệm kinh, cũng không đúng. Mỗi ngày tôi đều niệm kinh, tôi niệm chân kinh, vì không biết cho nên nói là tôi dạy không giống. Tôi dạy như nhau, nhưng tôi dạy thứ thật, chứ không phải dạy thứ kiểu mẫu. Tôi cho quý vị bánh thật, chứ không phải là quảng cáo bánh, hiểu không? Bởi thế, người trong chùa hoặc các pháp sư khác cũng nói như tôi vậy, nhưng họ chỉ quảng cáo bánh thôi, còn tôi cũng quảng cáo bánh và đồng thời cũng cho bánh. Vì vậy, mọi người vốn nói cùng một thứ chuyện, nhưng vì mình ăn được bánh rồi, cho nên chúng ta nói có khác, chúng ta biết bánh có khẩu vị khác, vì thế chúng ta nói bánh không phải như vậy. Quý vị quảng cáo tự mình chưa có ăn, nên quý vị nói rất ngọt. Không phải vậy đâu, nó ngọt nhưng không ngọt hẳn, nó hơi mặn một chút và có mùi thơm, chứ không phải như thứ bánh quý vị quảng cáo. Vì bản thân họ không ăn được bánh, còn chúng ta đã ăn qua rồi, nên có tự tin và đã biết được. Cho nên cả 100.000 người đến biện luận, chúng ta cũng không bận tâm đến. Bản thân chúng ta ăn được là cảm thấy rất sung sướng và biết rất rõ, nghe họ quảng cáo thấy vô lý. Mọi người cười và vỗ tay. Vì thế, có thể nghiệm và không có thể nghiệm khác biệt rất xa. Chúng ta có 800 công đức, có 1.200 công đức, có công đức mũi, mắt, tai, lưỡi, còn người ta chỉ tụng công đức. Chúng ta mỗi ngày đều có thứ công đức này, có hiểu ý tôi không? Vì vậy, giữa hai người, có người vui sướng hơn là dĩ nhiên rồi. Bởi thế, quý vị đừng hỏi tôi tụng Kinh Pháp Hoa có công đức không. Nếu quý vị muốn tụng Kinh Pháp Hoa, thì theo tôi tụng thứ Kinh Pháp Hoa chân chính, tụng thứ Kinh Pháp Hoa không có ngôn ngữ, có thể nghiệm, thứ Kinh Pháp Hoa này có vô lượng vô biên công đức, phải tự mình có được thể nghiệm mới có thể có công đức, thứ đó mới thật sự là Kinh Pháp Hoa. Đương nhiên, khi được thứ Kinh Pháp Hoa đó là sẽ có vô lượng vô biên công đức. Những người được thứ kinh này đương nhiên không phải là người thường. Họ đời đời kiếp kiếp cúng dường các vị Bồ Tát nhiều như là cát của sông Hằng. Chuyện đó đúng. Ý của Phật là như vậy. Không phải ai cũng có thể được cuốn Kinh Pháp Hoa thật. Người tu pháp môn Quán Âm biết chúng ta được rất nhiều. Ngày đầu tiên tôi mới thọ Pháp đã có những công đức của Kinh Pháp Hoa. Khi đó tôi sực tỉnh, thì ra ý của Kinh Pháp Hoa nói là như vậy. Lúc bấy giờ tôi mới biết tiếng chuông, tiếng sấm sét, tiếng phèn la vân vân thật sự là như thế nào. 800 công đức nhĩ căn là gì? Công đức thiệt căn là nghĩa gì? Công đức của khứu căn là gì? Khi nhĩ căn đã mở rồi, thì các căn kia đều mở hết. Đúng y như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, khi nhĩ căn đã mở rồi là khứu căn, thiệt căn mở hết, thật sự mở hết. Có những thể nghiệm đó sẽ khiến cho con người cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất vui sướng, rất mãn túc. Trước đó chưa từng được, khi đó lại được một cách nhanh chóng, và trong thời gian ngắn có được nhiều như vậy. Khi tôi thọ Pháp rồi là đi theo sư phụ tôi ngay, tôi biết không cần phải hỏi gì nữa. Theo thầy tôi không bao lâu, căn nào cũng mở hết. Kinh Lăng Nghiêm nói gì, chúng ta thật sự có cái đó. Kinh Pháp Hoa nói những gì, chúng ta đều có hết. Phẩm Phổ Môn nói những gì, chúng ta cũng có cái đó, và lại được siêu đẳng hơn trong Phẩm Phổ Môn, siêu đẳng hơn những thể nghiệm trong Kinh Pháp Hoa, bởi vì chúng ta càng ngày càng tiến bộ. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ nói một ít thí dụ của những thể nghiệm sơ khởi, chứ không phải thể nghiệm là chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Cho nên chúng ta tụng kinh thì nên tụng chân kinh, có lạy Phật thì nên lạy Phật thật, bên trong của chúng ta có Phật. Nếu chúng ta muốn chăm sóc đạo tràng thì phải chăm sóc đạo tràng xác thân này. Trước tiên nên biết bên trong chúng ta có Thượng Đế, có Phật, có Bồ Tát. Chúng ta mới thật sự quý trọng cái đạo tràng xác thân này. Lúc đó sẽ không có ai muốn tự sát, không có một chút khái niệm về tự sát, vì khi đó chúng ta biết nó rất quý báu, cần được bảo hộ. Lúc đó thật sự thương yêu mình, lúc đó chúng ta thật sự hiểu thương yêu mình là gì, và sau đó vì chúng ta có thể thương mình nên có thể thương kẻ khác. Nếu cho rằng có ai đó không tự thương mình mà lại có thể thương người khác, thì đó là chuyện nói đùa. Từ nhỏ cho đến nay, ngày tối chúng ta chỉ học có một môn, đó là tình thương. Bởi vậy, từ nhỏ, cha mẹ đã truyền cho chúng ta tình thương này. Cha mẹ là người thương chúng ta nhiều nhất. Từ đó, chúng ta bắt đầu học tình thương. Đến khi có anh chị em, chúng ta cũng bắt đầu học tình thương và tha thứ cho người khác. Từ nhỏ chúng ta học phải chia sẻ đồ vật với anh chị em, và khi lớn lên chúng ta mới biết ở cùng quốc gia thì nên chia sẻ với đồng bào. Và khi lớn thêm nữa, gặp được minh sư, gặp được giáo lý tốt, chúng ta mới biết chia sẻ cùng với thế giới, cùng với vũ trụ. Khi ấy, lý tưởng của chúng ta càng lúc càng cao, cách nhìn của chúng ta càng lúc càng sáng suốt. Chúng ta không những chỉ thương bản thân, thương gia đình chúng ta, còn thương quốc gia, thương thế giới và thương cả vũ trụ. Đó là nhờ chúng ta được lực lượng của tình thương này. Sau khi thọ Pháp, chúng ta sẽ cảm thấy khác, cảm thấy hoàn toàn khác với ngày xưa. Có cái nhìn rộng lượng, cảm thấy tình thương vô hạn hơn. Trước kia, ích kỷ và nghĩ về mình nhiều hơn. Bây giờ, càng ngày càng nghĩ cho người khác. Bởi vì chúng ta được vui vẻ sung sướng như vậy, cho nên nghĩ đến những người khác đau khổ, lao lực cực nhọc và vô trợ đến thế. Họ không câu thông được với lực lượng vạn năng, nên chúng ta cảm thấy đau khổ dùm họ. Khi đó, chúng ta thật sự có thể thương người, có lòng từ bi bác ái. Nếu không, chúng ta có muốn học lòng từ bi bác ái cũng không dễ gì học được. Bởi vì đầu óc chúng ta vốn chỉ dạy cho chúng ta nghĩ cho bản thân, dù có bố thí chăng, cũng là vì muốn được cái gì đó, như muốn được khen hoặc sợ mất mặt mà phải bố thí. Thấy người ta cúng dường mà mình không cúng dường thì mắc cỡ, vì muốn làm anh hùng, vì sự thỏa mãn của cá nhân, không phải vì thật sự yêu thương người khác. Vì thế, nếu chúng ta chưa được lực lượng vạn năng, lực lượng của tình thương lớn, chúng ta chưa thật sự biết tình thương là gì. Vì chúng ta chưa biết thương mình, chúng ta chưa biết xác thân này có ích dụng gì. Sanh ra đã thấy khổ sở của trần gian, có nhiều bệnh và làm phiền đến nhiều người. Thấm thoát, già đi rồi, chết. Có lúc chúng ta thấy ghét xác thân này, chúng ta không thương nó vì không biết nó có ích dụng gì. Bởi vậy có người muốn tự tử, vì họ không biết giá trị thật của thân người, có hiểu ý tôi không? Cho nên thọ Pháp rồi, bắt đầu tu Pháp môn Quán Âm, mới hiểu rõ thân này quý báu như thế nào, bên trong có hết tất cả, hoàn toàn miễn phí, không ai có thể đánh cắp được. Tài sản bên ngoài của chúng ta, ai ai cũng có thể ăn cắp được, có khi bị chính phủ tịch thu, còn tài sản bên trong không ai có thể đả động đến được. Vì vậy, Chúa Giêsu Kitô nói, đừng chấp vào tài sản của thế gian, vì tài sản này, con gián cũng có thể làm hư hại, con chuột cũng có thể ăn hết, con sâu cũng có thể làm thiệt hại, nhưng tài sản trên thiên đàng không có một vật gì có thể phá hoại được. Ý Ngài nói như vậy. Giống như tôi nói, khi chúng ta tu Pháp môn Quán Âm mới thấy tài sản của chúng ta là vô lượng vô biên, không sao dùng hết được. Có thần thông quảng đại không sao kể hết được, lực lượng của chúng ta không sao tưởng tượng được. Khi đó chúng ta thật sự cảm thấy chúng ta là Phật, là Bồ Tát, là con cái của Thượng Đế. Chúng ta cảm thấy thật sự chúng ta là Thượng Đế. Chúng ta thật sự có thể tạo ra bất cứ vật gì. Lúc đó chúng ta hiểu biết tất cả là do tâm tạo ra. Không có Pháp môn Quán Âm, chúng ta không sao hiểu được những chuyện này. Pháp môn Quán Âm là gì? Nó cũng không phải là pháp môn gì. Không có gì có thể viết xuống. Chỉ có một mạch Pháp để truyền. Những người tâm đã khai sáng, đã chuẩn bị xong, họ muốn chấp nhận thứ lực lượng siêu việt, muốn chấp nhận thứ pháp môn siêu đẳng. Tâm họ tự tại và sáng sủa, thì tôi sẽ bỏ thứ lực lượng đó vào tâm họ, và từ đó bắt đầu phát triển. Quý vị biết, trong gỗ có chất lửa, nhưng nếu không có hai khúc gỗ cọ sát với nhau, thì không có lửa. Có lúc một khúc gỗ đã cháy, nếu để khúc gỗ khác vào, thì nó cũng cháy lên, ý là như vậy. Chứ không phải là một khúc gỗ không có lửa, nhờ khúc gỗ khác cho nó lửa, không phải như vậy. Tự nó cũng đã có lửa, chỉ cần được giúp đỡ một chút. Vì thế, tài sản và quyền lợi đều là của quý vị. Lực lượng và Phật tâm đều là của quý vị. Lực lượng vạn năng là của quý vị, chứ không phải tôi cho. Tôi chỉ châm vào hoặc là mở dùm mà thôi. Sau đó, mỗi ngày chúng ta có thể dùng. Chúng ta không dùng lực lượng này thì quá uổng. Vì sao chúng ta phải lạc lõng, phải yếu đuối, phải tội nghiệp đến thế làm chi? Chúng ta là chúng sanh rất cao quý. Tôi thật muốn lớn tiếng nhắc quý vị. Quý vị là Phật, là Thượng Đế, là Phật Bồ Tát. Quý vị có lực lượng vạn năng, cái gì cũng có. Vì sao mãi ngồi đó lo cho ngày mai không có ăn, lo cho hôm sau nếu có bệnh sẽ không có tiền? Đó là chuyện thật tội nghiệp. Tôi thật sự biết quý vị là Phật Bồ Tát, là Thánh Nhân, là những chúng sanh cao quý. Bên trong chúng ta như nhau, không khác nhau một chút nào. Nếu bên trong không có cùng một thứ đó là chúng ta không thể nhúc nhích. Tôi không thể thuyết pháp. Quý vị không gãi khi ngứa. Có hiểu ý tôi không? Lực lượng bên trong đó của quý vị cũng cùng một thứ với tôi. Lực lượng đó làm cho thân thể chúng ta cử động, làm cho đầu óc chúng ta hoạt động, làm cho chúng ta nghĩ ngợi, làm cho chúng ta đói, làm cho chúng ta biết đến giờ đi ngủ, làm cho chúng ta có tình thương, làm cho chúng ta biết cái gì tốt, cái gì xấu. Người khiêm tốn đó tức là Thượng Đế, hiểu không? Những người khiêm tốn và tâm đơn thuần thật sự có phẩm chất của Thượng Đế. Chúng ta có phẩm chất đó, nhưng vì chúng ta quá bận bịu nên quên mất, quá kiêu ngạo nên quên đi, quá hướng ra ngoài nên quên mất. Chúng ta là Thượng Đế, chúng ta có phẩm chất của Thượng Đế, chúng ta là Phật Bồ Tát. Tôi có thể bảo đảm điều này. Nếu chúng ta không nhận biết được chúng ta vĩ đại như thế nào, tôi cho rằng đó là tội nặng nhất trên thế gian này. Không có thứ tội lỗi nào nặng hơn tội này. Cho nên, chúng ta nhận biết được mình, nhận biết được Phật tâm của mình, tức là chúng ta tôn kính Phật. Còn nếu chúng ta không nhận biết được mình là Phật, cho dù chúng ta có lạy Phật gỗ cả 100.000 vạn kiếp, cũng vẫn không có một chút lợi ích nào cả. Xin lỗi, vì gỗ là gỗ, chúng ta là chúng ta, có quan hệ gì? Nhưng vì trước kia chúng ta không hiểu, người ta dạy chúng ta lại thì chúng ta lại, đó không phải là lỗi của chúng ta. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi hy vọng mọi người nghĩ lại. Quý vị không nhất định phải học với tôi hoặc thọ pháp với tôi. Không cần phải nghe tôi nói quý vị cần phải làm gì. Nhưng khi quý vị về nhà nên nghĩ lại, ta là ai? Lạy Phật, đó là Phật gì? Nghĩ lại, ai lạy ai? Ai lạy Phật gì? Nên nghĩ cho rõ ràng, rồi có một ngày quý vị sẽ biết. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Đông, Formosa vào ngày 29 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Thân người là đạo tràng lớn nhất. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.